Phương Anh kính chào quý khán giả với phần điểm tin kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% do Quốc hội đề ra cho năm 2016 là khả thi để thực hiện. Trong đó, sẽ tập trung quan tâm các mặt hàng thế mạnh như dệt may, da giày, đồ gỗ, các sản phẩm nông sản và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, vận tải, cơ khí, vật liệu xây dựng. Kể từ 15 giờ chiều nay ngày 4 tháng 1 năm 2016, giá xăng dầu Việt Nam sẽ giảm do ảnh hưởng giá xăng dầu thế giới. Cụ thể, giá xăng RON 92 sẽ giảm 373 đồng một lít, giá bán lẻ không cao quá 16.032 đồng một lít và giá dầu diesel giảm mạnh nhất 865 đồng một lít với mức giá tối đa 11.119 đồng một lít. Và cuối cùng thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố 8 loại đồng tiền được sử dụng để tính tỷ giá trung tâm do có tỷ trọng đầu tư và thương mại lớn nhất đối với Việt Nam là đô la Mỹ, Bạch Thái, Euro, đồng nguyên Trung Quốc, đô la Singapore, đồng Yên Nhật, đồng won Hàn Quốc và đồng tiền của Đài Loan. Ngay sau khi công bố trên được đưa ra cùng với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ là 21.896 đồng, thì các ngân hàng đã đồng loạt tăng tỷ giá niêm yết từ 10 đến 50 đồng một đô la, chủ yếu ở chiều mua vào.